Vâng, xin chào bạn, mình là Thuận Qua đây. Hôm nay mình lại quay trở lại và tiếp tục giới thiệu với bạn đến những cái nhóm lệnh, những cái câu lệnh trong cái nhóm draw và modify này. Thế thì hôm nay mình sẽ mang đến bạn một cái nhóm lệnh, một cái bộ ba lệnh song sát ở trong nhóm lệnh draw. Đấy, cũng rất là hay dùng ở trong AutoCAD, đó là lệnh point này. Lệnh tắt là PO, lệnh này chức năng là vẽ điểm. Đây là một trong những lệnh đơn giản nhất nha trong AutoCAD. Lệnh thứ hai đi kèm với nó đó là ông anh trai, đó là ông divide này, được chưa? Divide và nó là tính năng chia đoạn bằng nhau thì nó cũng có cái tạo ra được những cái điểm point đấy, và một cái ông chị gái của nó là ông ME, được chưa? Thì đây là ba gọi là anh em song sát. Ở cái lệnh ME thì mình chưa có liệt kê vào đây, tại vì là trong cái thời điểm mình làm cái tờ lệnh này thì mình chưa có thêm vào đấy. Thì đây là ba cái nhóm lệnh mà nó đi kèm với nhau và nó có điểm chung với nhau là tạo ra những cái điểm point này, thì mình sẽ giới thiệu với bạn ngay trong cái video ngày hôm nay. Ok, chúng ta hãy cùng theo dõi. Let's go. Bây giờ thì các bạn cùng mở AutoCAD lên. Thì ở đây mình sẽ cùng thực hiện cái lệnh đầu tiên là lệnh vẽ điểm nhé, PO. Đấy. Và nó có một cái tính năng là thay đổi kiểu điểm bằng lệnh DDVTime. Mình cũng sẽ giới thiệu luôn cho bạn. Đấy, lệnh là PO này. Chúng ta vẽ điểm, được chưa? Đây là những cái điểm ở trong AutoCAD. Bình thường thì mặc định nó sẽ không có được những cái điểm dạng x này đâu, mà chúng ta phải dùng cái lệnh là DDVTime này. Đó. Thì cái mặc định ban đầu nó là dạng kiểu dấu chấm như này này, các bạn thấy không ạ? Đó, kiểu dấu chấm như này. Tuy nhiên thì cái dạng mặc định là dấu chấm này, nhưng mà khi bạn vẽ một đường line hoặc là một đối tượng bất kỳ lên thì nó là một cái đoạn thẳng là tích hợp bởi nhiều điểm mà. Đấy, vì thế mà khi bạn vẽ những cái đường point mà nằm trên những cái đối tượng kiểu như này. Một đối tượng có sẵn thì các bạn sẽ không nhìn thấy nó. Chứ vì thế mà ông CAD ông ấy cho ta một cái lệnh nó thay đổi kiểu của điểm là lệnh DDVTime. Chính là cái lệnh vừa rồi. Đấy, các bạn có DDVTime này. Có thể dạng dấu cộng, được chưa? Đó thì thay đổi thành dạng dấu cộng này. Ở đây bạn có thể thay đổi cái size của nó theo kiểu dạng phần trăm nhé. Ở đây nó có hai tính năng là set theo kiểu là khung nhìn này, hay là theo kiểu là dạng đơn vị. Thông thường bạn cứ để theo kiểu dạng khung nhìn như này. Để là 1 thôi, ok. 1 hoặc đến 5 thôi. Thì nó sẽ to ra. Đấy, 5 thì to quá, bạn để 1 mình nghĩ là làm việc ok rồi. Đấy, thì nó sẽ scale theo kiểu không nhìn. Ví dụ bạn zoom nhỏ lại này mà bạn không nhìn thấy gì, bạn gõ RE mình cập nhật thì nó cũng tự động nó lớn lên. Hoặc là zoom lớn lên thấy nó to thì bạn RE lần nữa, tức là làm mới. Thì nó sẽ cập nhật theo cái không nhìn của bạn. Thì cái điểm này nó có cái size là bằng 1. Đó, thì khi mà nó giải ở trên các cái... giải trên các cái đối tượng có sẵn như này rồi thì bạn vẫn sẽ nhìn thấy và vẫn có thể làm việc được nhé. Ví dụ bạn nối một đoạn ra, đúng không ạ, kiểu dạng kiểu là đánh dấu ấy, thì đấy là chức năng của ông point. Thường thì dùng lệnh point rất là ít, được chưa? Lệnh point rất là ít, mà chúng ta dùng hai cái ông anh em của nó nữa, một ông anh trai và ông chị gái mình vừa mới nhắc vừa rồi, đó là ông div divide đấy, ông này ông chia đoạn bằng nhau này. Và một ông nữa là ME là chị gái, cũng là chia đoạn bằng nhau. Nhưng mà hai lệnh này thì có một sự khác biệt một đôi chút. Đó thì mình sẽ cùng hướng dẫn các bạn ngay sau đây. Được chưa? Hãy nhớ cái lệnh thay đổi kiểu điểm là lệnh DDVTime nhá. DDVTime này. Đó, ra được cái này. Hoặc là bạn nào đi theo đường dẫn thì vào thẻ home ở đây và vào cái chỗ tab Antilit này. Đúng chưa? Tiếng Anh của mình hơi gà này, các bạn đừng cười nhá. Cười nhỏ thôi. Cười lớn quá mình lại ngại. Ở đấy, và các bạn vào point style này. Thì nó cũng là có những cái kiểu dạng kiểu điểm khác nhau, kiểu dạng dấu nhân hay là một cái dấu gì tùy ý các bạn thiết lập, được chưa? Đấy, vào đây point size hay dạng dấu x nha. Đó, rất là nhìn rất là nguy hiểm, đúng không ạ? Đấy, tùy theo các bạn làm việc nha. Đấy, nhưng mà nên thay đổi đi, để bởi vì khi mà để dấu chấm này thì rất khó nhìn. Ok, đấy là lệnh point và thay đổi kiểu điểm của lệnh point, nhưng mà ít dùng nha. Bây giờ ta sẽ tìm hiểu đến cái lệnh thứ hai, đó là lệnh divide này. Cái lệnh mà có liên quan đến ông điểm vừa rồi, ông point vừa rồi. Lệnh tắt là div. Ông này tính năng nó là chia đoạn bằng nhau. Ví dụ mình có một đoạn p-line ở đây là một đoạn bất kỳ đi. Mình thiết lập cái đơn vị về số 0 cho chẵn các bạn dễ nhìn. Được chưa? Đấy, một đoạn bất kỳ này đi. Thế thì ví dụ như ở đây mình đang có một đoạn bất kỳ, bạn muốn chia đoạn, nó chia cái đoạn này ra thành khoảng 5 đoạn bằng nhau làm như nào, đúng không ạ? Bạn có lệnh div, đúng không ạ? Divide. Đấy, và bạn chọn gì? Chọn là bảo là nó hỏi là các bạn hãy lựa chọn đối tượng để bạn chia đoạn bằng nhau đấy. Các bạn chọn đối tượng này.
Đấy, và enter the number segment tức là cái số đoạn. Đấy, number là cái số đoạn mà bạn muốn chia bằng nhau, bạn nhập là 5. Thì ngay lập tức nó sẽ giải cho ta những cái điểm nhé. Những cái điểm này thì nó là những cái điểm gọi là nó mượn thôi, bạn có thể xóa đi được. Đấy. Để nó chia ra là 5 đoạn bằng nhau. Còn cái đối tượng kia thì nó vẫn là liền là một nhé, chứ nó không phải là bị đứt ra thành 5 đoạn mà nó vẫn là một, chẳng qua nó giải thêm những cái điểm point này để đánh dấu để bạn dễ nhìn thôi. Đấy, thì gần như là bạn thấy là khi mà đem ra bạn thấy là kích thước của nó là gì, cái này nó sẽ bằng nhau. Đấy chưa? Ở đây là một cái đoạn thẳng mình vẽ bất kỳ, thế nên là nó sẽ kiểu dạng là lẻ. Đây, nếu bạn thì quan sát thấy là 6, 2, 3, 5, 1 này đúng không? Tất cả đều bằng nhau hết. Đấy. Thì tất cả các đoạn này nó chia đều bằng nhau hết. Đấy, và sau khi mà các bạn có thể là chia đoạn rồi đúng không? Các bạn vẽ này. Đấy, ví dụ như thế các bạn đánh dấu điểm bạn vẽ như nào đó, chia để vẽ những cái đường tiếp theo. Sau đó bạn có thể là chuột phải, kéo từ trái qua phải như này, bạn xóa những cái điểm ấy đi. Đấy, thì bạn đã hoàn thành được xong công việc của mình. Đấy, trong một số trường hợp mà các bạn muốn vẽ, muốn chia ra những cái đoạn, ví dụ như là những cái cánh cửa, nó có những cái phần về những cái pano gỗ ấy, thì bạn có thể là dùng cái lệnh này để bạn chia, hoặc là trong đây có những hình như nào thì bạn có thể chia được ạ. Đây, trong những hình này bạn muốn chia những cái pano gỗ ra. À, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bạn muốn chia cả cái đoạn này thành bao nhiêu đoạn này. Đấy, hoặc là người hình chữ nhật, ví dụ như sau này, rectangle. Đấy, bây giờ bạn muốn chia cái bạn bạn muốn chia nhá, thì nó cái đoạn segment đấy nó sẽ tính là cả một cái đường đường liền như này. Còn bạn muốn chia theo kiểu là dạng hàng ngang này thì bạn nên dùng lại explode là phá vỡ liên kết nó ra, thì chia một đoạn này thôi. Ví dụ mình muốn chia cái này là thành tầm khoảng 8 đoạn bằng nhau, các bạn gọi lại divide này, chọn vào đây và chọn là 8, thì nó chia 8 8 đường. Được chưa? Các bạn không nên vẽ là gì ạ? Là cả một hình chữ nhật như này, sau đó bạn chia divide nhé. Divide như này vẫn nhập là 8 thì nó khác biệt là gì ạ? Là cả cái đoạn này nó coi như là một đối tượng đường dẫn này, thì nó sẽ chia thành 8 đoạn như này, nó sẽ không đúng ý của mình. Thế nên là các bạn phải dùng lệnh explode để phá vỡ đoạn này ra thôi, nên là mình sẽ chia chỉ đoạn này thôi. Đấy, và khi đấy chúng ta sẽ thu được là cái kết quả. Được chưa? Bạn thì hình dung ra được chưa? Đấy, 8 đoạn bằng nhau ngay. Hãy nhớ rằng như đoạn này bằng nhau, nhưng mà nếu mà cái đoạn thẳng của chúng ta, cái đoạn tổng này mà lẻ, thì đương nhiên những đoạn mà bằng nhau của chúng ta sẽ là những cái đoạn lẻ rồi, nó không thể nó chia ra chẵn được. Được chưa? Đấy, nó kiểu ra kiểu số lẻ như này nó không theo ý chúng ta muốn được. Thì đây là lệnh divide. Một ông lệnh nó là ông chị gái của ông point, đó là ông me. Me tức là như nào? Thì nó cũng là chia đoạn bằng nhau, ví dụ như sau này, có một đoạn bất kỳ như này. Thì ví dụ các bạn đoạn này mình đang để là dài bao nhiêu đấy? Khoảng mình vẽ một đoạn khoảng tầm 100.000 đi. Khoảng đây mình kéo gần 100.000, thấy chưa? Nó vẫn lẻ đấy. Đây thì mình có ông ME là ông Mia Sua này. Mia Sua ông cũng là ông chia đoạn bằng nhau. Thì bạn có lệnh ME. Đấy, ở đây hỏi là ở đây nó hỏi là các bạn lựa chọn đối tượng để chúng ta chia đoạn này, chúng ta chọn cái đối tượng này là đường dẫn này, và đây nó hỏi là gì, chiều dài ở segment tức là cái thông số, là cái độ các cái đoạn bằng nhau là có kích thước là bao nhiêu. Ở đây mình để ví dụ tầm khoảng 10.000 đi. Đấy, 10.000. Tại vì sao? Tại vì cái đoạn của mình là gần 100.000, mình để 10.000 tầm khoảng 10 đoạn thôi. Đấy, mình để 10.000. Đó thì ngay lập tức nó sẽ chia cho ta là 10 đoạn bằng nhau và kích thước nó là chẵn luôn, tức là chúng ta quản lý được cái thông số của từng đoạn là 10.000 chẵn luôn. Đối với lại divide thì chúng ta chỉ là chia đoạn bằng nhau chứ không thể kiểm soát được cái thông số này, đúng chưa? Thì ông này hơi ngược một chút là nó sẽ chia đoạn và kiểm soát được cái thông số bằng nhau này. Đấy, tuy nhiên thì ông này cũng có một cái nhược điểm nhé. Một cái nhược điểm nó là đến một cái đoạn bất kỳ thì ông này sẽ bị dư ra một cái đoạn đây. Cái đoạn dư này nó sẽ rơi vào khoảng một cái đoạn dư là 100 bao nhiêu đấy. Tức là khi mà nó chia hết từ những cái đoạn mà bằng nhau rồi thì nó sẽ bị dư ra một cái đầu, cái số lẻ, được chưa? Đấy, số lẻ nó sẽ tính từ trái qua phải. Đấy, đoạn này bằng nhau và bằng 10.000 đúng như cái thông số bạn nhập vào này. Và đến một cái chỗ mà nó chỉ dư ra một cái đầu này thôi, được chưa? Đấy, nó là chính là bằng này. Thì đây là cái lệnh ME, là cũng là một cái lệnh mà chia đoạn bằng nhau với
gọi là cái thông số độ dài của từng đoạn cho trước. Đấy, và sau khi vẽ xong thì bạn cũng có thể là xóa cái gì ạ? Xóa cái điểm nó đi. Đấy. Thì đây là một cái ứng dụng mà mình thấy là rất là hay trong cái lệnh point, divide và MEE, tức là chia đoạn bằng nhau. Thì trong video vừa rồi thì các bạn có thể là đã hiểu được phần nào về cái tính năng là chia đoạn bằng nhau ở trong AutoCAD với hai tính năng, một là divide, hai là MEE. Sự khác biệt của nó là như thế nào thì mình cũng đã phân tích rồi. Đấy, thì chúc các bạn để ứng dụng được những cái lệnh này vào trong cái công việc của mình. Đấy, một lần nữa thì xin cảm ơn tất cả các bạn và xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những cái video lần sau. Xin chào.